Kính chào quý vị khán giả của BBTV. Một tách cà phê buổi sáng sẽ giúp chúng ta tỉnh táo, khởi đầu một ngày mới thật sảng khoái, phải không quý vị và anh Công Thanh? Đúng rồi đó, Minh Tuyết. Không gì thú vị hơn khi mỗi buổi sáng chúng ta được thưởng thức tách cà phê thơm lừng, theo dõi những thông tin cập nhật ở khắp mọi nơi. Và để đáp ứng yêu cầu, chương trình Cà phê sáng sẽ cung cấp thêm những thông tin thật thú vị để quý vị khởi động một ngày làm việc hiệu quả, tràn đầy năng lượng. Cà phê sáng sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày trên kênh BBTV1. Quý vị hãy đồng hành cùng chúng tôi nhé! Còn bây giờ, chúng ta hãy nhấm nháp tách cà phê và cùng xem những thông tin sẽ có trong buổi sáng ngày hôm nay. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu triển khai khai báo y tế điện tử qua mã QR code. Nhà vườn tất bật nhận trăm mai sau Tết. Jakarta là thành phố đầu tiên ở Đông Nam Á giành được giải thưởng giao thông vận tải bền vững. Chàng trai miền Nam chế tác phục sức triều Nguyễn. Mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết. Thưa quý vị, hôm nay tất cả học sinh các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đi học trở lại. Để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường, những ngày qua các trường đã tích cực vệ sinh trường lớp, phun khử khuẩn để đảm bảo an toàn trong phòng chống Covid. Sau gần một tháng phải nghỉ học vì dịch, hôm nay học sinh tỉnh Bình Phước đã trở lại trường. Theo chỉ đạo của ngành giáo dục tỉnh, tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học viên và học sinh thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế khi trở lại trường học. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh phải đeo khẩu trang khi đến trường. Các cơ sở giáo dục thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn tay ở cổng trường hàng ngày. Sự chuẩn bị chu đáo các biện pháp chống dịch cùng với ý thức giữ gìn của cả học sinh, phụ huynh sẽ là điều kiện tiền đề để học kỳ 2 năm học này có thể hoàn thành đúng tiến độ mà vẫn đảm bảo an toàn. Khi dịch Covid vẫn còn diễn biến phức tạp, việc cho học sinh, sinh viên trở lại trường lớp cũng nhằm thích ứng với trạng thái bình thường mới. Không chỉ vậy, ngay cả việc bảo vệ tốt nghiệp cũng đã có sự thay đổi khi mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đồng ý cho phép nghiên cứu sinh được bảo vệ tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến. Theo đó, trong hướng dẫn mới đây gửi các cơ sở đào tạo tiến sĩ trên cả nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép người học bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến trong trường hợp không tổ chức bảo vệ tốt nghiệp tập trung tại cơ sở đào tạo và người học đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định đào tạo hiện hành. Đáng chú ý, diễn biến của buổi bảo vệ tốt nghiệp trực tuyến được cơ sở đào tạo ghi hình, ghi âm đầy đủ và lưu trữ kèm theo hồ sơ của người học. Việc khai báo y tế đang là yêu cầu bắt buộc để phòng chống COVID-19. Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, bắt đầu từ ngày 5 tháng 3 tới, người dân Hà Nội khi đến làm việc tại tất cả các cơ quan đơn vị sẽ phải quét mã QR khi vào và khi ra về. Hiện thành phố đã chỉ đạo trước hết là các cơ sở y tế trên địa bàn phải thực hiện ngay việc dán mã QR để người dân khi đến sẽ check-in và check-out khi ra về. Thay vì phải khai báo thông tin y tế thủ công như trước đây, các cơ quan đơn vị khác cũng cần sớm thực hiện hoàn thành từ nay đến ngày 5 tháng 3. Tất cả mọi người dân khi đến các cơ quan đơn vị đều phải thực hiện việc này để khai báo thông tin, thuận tiện truy vết khi cần thiết. Mọi thông tin cá nhân sẽ được bảo mật và chỉ phục vụ công tác phòng chống dịch. Còn tại tỉnh Bình Phước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mới đây đã ban hành văn bản số 633 về việc triển khai khai báo y tế điện tử qua mã QR code. Tại văn bản này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan, triển khai hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhân dân trên địa bàn tỉnh triển khai khai báo y tế điện tử qua mã QR code để giám sát, phục vụ hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 trong phạm vi quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thời gian hoàn thành trước ngày 5 tháng 3 tới. Xin được chuyển qua các nội dung khác. Anh Công Thanh này, mình tôi rất muốn hỏi là trong đợt Tết vừa rồi thì gia đình nhà anh có chọn mai để trưng không ạ? Hầu như thì người dân miền Nam nào thì cũng chọn mai vàng để trưng trong 3 ngày Tết. Và Công Thanh thì cũng theo cái truyền thống đó, Tết nào cũng có chậu mai vàng để cho nhà cửa thêm rực rỡ. Minh Tuyết thì rất là thắc mắc, vậy thì sau Tết anh đã làm gì với chậu mai đó ạ? Do cây mai mà nhà Công Thanh chọn trưng là thuê dịch vụ, nên sau Tết thì Công Thanh đã gửi lại để nhờ chăm sóc để tiếp tục cho mùa Tết năm sau.
Thưa quý vị, không chỉ riêng nhà anh Công Thanh đâu, mà sau thời gian chưng Tết thì đa số người dân đều lựa chọn dịch vụ gửi mai cho các nhà vườn chăm sóc, bởi không phải ai cũng có thời gian và biết cách chăm sóc để mai phát triển và nở hoa đúng dịp Tết năm sau. Cũng chính vì vậy mà dịch vụ chăm mai sau Tết đang rất hút khách hàng. Có hơn 30 năm kinh nghiệm trong chăm sóc dưỡng mai nên ông Dương Thanh Bạch được nhiều khách hàng tin tưởng mang mai đến gửi. Hiện tại vườn mai của ông có 50 gốc mai cho thuê và trên 100 gốc mai khách hàng gửi chăm. Khi khách hàng vừa gửi mai, ông Bạch cùng các công nhân tiến hành thay hết đất trong các chậu mai, ngắt hết các bông còn sót lại. Sau ngày 20 tháng giêng, lá mai được tỉa hết, chỉ còn lại cành. Từ đây mỗi ngày cây mai sẽ được tưới nước một lần, bón phân, phun thuốc diệt bọ trĩ 15 ngày một lần. Đến khoảng tháng 8 âm lịch là đến công đoạn uốn cành mai để tạo dáng thế cho cây. Chăm mai, ngoài việc áp dụng đúng biện pháp kỹ thuật, đòi hỏi người trồng phải có đôi bàn tay khéo léo và cái tâm với cây. Khâu mà quan trọng thì tất nhiên là đất đai, nó trồng ổn định. Còn mình thì mình làm cây cảnh mà. Đó. Thì cái khâu mà cho nó sống thì là nó lại đơn giản rồi. Mà cái khâu khó nhất là kỹ thuật. Đó, như ông kia cũng đang tỉa đó, tạo ra một cái cây giá trị hay không, nó nằm ở cái nghệ nhân, cái người mà chăm sóc cái hình dáng cho cái cây. Đấy mới là quan trọng nhất. Tiền hay không nằm chỗ đó. Tùy vào giá trị cũng như độ khó dễ của cây mai để nhà vườn định giá cho một năm chăm sóc. Vườn mai ông Bạch nhận chăm sóc mai với giá thấp nhất là 500.000 đồng, còn lại thì tính theo giá trị cây mai cũng như độ khó dễ để áp giá từ 30 đến 50% giá trị cây được gửi. Cây của Phú Yên là khó chăm sóc nhất, còn lại cây của Bình Phước là chăm sóc dễ, thứ hai là cây ở của miền Tây, thứ ba là cây ở Bình Định. Có ba loại cây như vậy, còn là cái khâu mà khó khăn nhất là đối với phòng trị bệnh mà không chú đáo là sẽ dẫn đến là không có kết quả. Việc chăm sóc mai vàng sau Tết là một bước rất quan trọng, là điều kiện tiên quyết giúp cho cây mai tích lũy chất dinh dưỡng, tiếp tục sống khỏe mạnh và phát triển để tạo những cánh hoa đẹp vào Tết năm sau. Công việc này đem lại cho các chủ vườn một khoản thu nhập đáng kể và tạo việc làm cho một số lao động phổ thông tại địa phương. Tuy nhiên, không phải chủ vườn nào cũng hào hứng nhận chăm sóc, bởi loại cây này phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết, dễ bị sâu bệnh. Nhiều cây mai sau một năm chăm bẵm nhưng không trổ bông đúng Tết hoặc bông không đẹp thì coi như lỗ vốn. Còn tại Đồng Tháp, sau vụ hoa Tết, thời điểm này thì bà con nông dân làng hoa Sa Đéc lại tất bật với vụ mùa mới, đó là sản xuất các loại hoa kiển công trình để phục vụ thị trường dịp lễ 8 tháng 3, 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Các loại hoa kiển được bà con nông dân tập trung sản xuất thời điểm này là các loại cây kiển lá màu như đuôi công, phát tài, lưỡi hổ, cùng các loại hoa công trình như trăm ổi, dừa cạn, dâm bụt, mai chỉ thiên, hồng anh. Với đặc điểm là có thể trồng và bán quanh năm, thị trường tiêu thụ mạnh vào các dịp lễ, nên những năm gần đây, hoa kiển công trình là một trong những mặt hàng chủ lực của bà con nông dân làng hoa Sa Đéc, với thị trường tiêu thụ trong cả nước và xuất khẩu sang Campuchia. Thời điểm này, giá các loại vật tư trồng hoa như phân rơm, sơ dừa, tro trấu cũng đã giảm nhiệt so với thời điểm trước Tết, nên bà con nông dân cũng nhẹ lo về chi phí đầu tư. Tuy nhiên, trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên nông dân cũng đang thận trọng và cân nhắc về số lượng trồng, đặc biệt là tập trung vào sản xuất các giống cây thị trường đang ưa chuộng để đầu ra được dễ dàng hơn. Cũng liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu nâng tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành nông nghiệp đạt bình quân từ 2,5 đến 3% một năm. Một trong những nhiệm vụ đến năm 2025 của kế hoạch là cơ cấu theo 3 nhóm sản phẩm: nhóm sản phẩm quốc gia, nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh, nhóm sản phẩm đặc sản địa phương. Trong đó, nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia tập trung đầu tư phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến nông sản theo hình thức liên kết chuỗi giá trị bền vững, ưu tiên nguồn lực đầu tư để thúc đẩy cơ giới hóa đồng bộ, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng các chuỗi giá trị gắn với hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và phát triển thương hiệu quốc gia. Với nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh,
Các địa phương căn cứ lợi thế, điều kiện cụ thể và nhu cầu thị trường có cơ chế chính sách ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh. Mời quý vị cùng đến với Mục Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, thủ đô Jakarta của Indonesia là thành phố đầu tiên ở Đông Nam Á đã giành được giải thưởng giao thông vận tải bền vững năm 2021, thậm chí đánh bại các thành phố lớn trên thế giới như Frankfurt, Moscow, San Francisco. Và thủ đô Jakarta đoạt giải thưởng này nhờ chương trình tích hợp giữa các phương thức vận tải công cộng. Jakarta đã triển khai tích hợp hệ thống xe buýt nhỏ với hệ thống vận tải xe buýt nhanh trên Jakarta. Cùng với đó, Jakarta đã xây dựng hệ thống thanh toán Jakrinko cho phép người dân có thể linh hoạt sử dụng tất cả các loại phương tiện công cộng trong thành phố hay chuyển từ phương tiện này sang phương tiện khác với giá cố định trong vòng 3 giờ. Ngoài ra, Jakarta cũng đã thành công trong việc đưa vào khai thác hệ thống tàu điện ngầm và hệ thống tàu hỏa loại nhỏ để hỗ trợ cho hệ thống giao thông công cộng. Tại Jakarta, các tuyến đường hầm dành riêng cho người đi bộ được kết nối với các ga tàu hỏa, ga tàu điện ngầm, ga sân bay và trạm dừng cho Jakarta. Để nhận được giải thưởng STA là nỗ lực không ngừng trong việc xây dựng làn đường dành cho xe đạp. Tính đến nay, thủ đô đã xây dựng được 200 km đường dành cho xe đạp có hệ thống bảo vệ và đặt mục tiêu hoàn thành 500 km đường dành cho xe đạp vào năm 2022. Thưa quý vị, chính phủ New Zealand đang tiến hành dự án sử dụng công nghệ máy bay không người lái để bảo vệ loài cá heo có nguy cơ tuyệt chủng. Theo đó, những loài cá heo thuộc diện được bảo vệ là cá heo Maui, được tìm thấy ở ngoài khơi bờ biển phía tây của một hòn đảo phía bắc New Zealand. Dự án mới này sử dụng máy bay không người lái có thể tìm kiếm và theo dõi những con cá heo quý hiếm. Đồng thời, công nghệ trí tuệ nhân tạo tích hợp trong máy bay không người lái cũng có thể phân tích chi tiết môi trường sống, thói quen và quy mô số lượng của chúng. Theo ước tính, chỉ còn lại 63 con cá heo Maui ở khu vực trên. Chính phủ New Zealand hy vọng công nghệ này có thể giúp bảo vệ loài cá heo Maui khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều người mất việc và lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Thấu hiểu điều này, một nghệ sĩ ở thủ đô London, nước Anh đã thiết kế những chiếc tủ độc đáo làm nơi tiếp nhận thực phẩm quyên góp cho người dân trong mùa dịch. Sử dụng gỗ, sơn và một số đồ trang trí bằng nhựa in 3D, nghệ sĩ Sean Rodrigo đã sáng tạo nên những chiếc tủ nhỏ gọi là ngân hàng thực phẩm mini như thế này. Tôi nảy ra ý tưởng này khi nghĩ rằng đây là một cách để quyên góp thực phẩm khả thi để những tổ chức từ thiện phân phát cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Hiện có 6 ngân hàng thực phẩm mini được lắp đặt ở nhiều nơi phía đông bắc thủ đô London và mỗi ngân hàng có thể tiếp nhận từ 30 đến 35 các loại thực phẩm đóng hộp. Các tổ chức từ thiện hiện đang nỗ lực phân phát để đáp ứng nhu cầu thực phẩm của người dân. Từ khi đại dịch xảy ra, chúng tôi thấy rằng ngày càng nhiều người dân cần hỗ trợ từ ngân hàng thực phẩm. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để phân phát cho người dân. Anh Rodrigo và các tổ chức từ thiện hy vọng giải pháp này sẽ được nhân rộng trên khắp nước Anh trong thời gian tới. Rõ ràng là lúc nào, ở đâu, cuộc sống chúng ta cũng luôn ấm áp nếu những điều tốt đẹp được lan tỏa. Như việc mà nghệ sĩ Sean Rodrigo đã và đang thực hiện, đúng không Minh Tuyết? Và rõ ràng thì những việc làm ý nghĩa, những hành động đẹp đã góp phần lan tỏa năng lượng, truyền cảm hứng tích cực trong cuộc sống. Ngay bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng gặp gỡ một nhân vật như vậy. Đó là một chàng trai 9X sinh ra và lớn lên ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, có niềm đam mê phục chế, mô phỏng những phụ kiện trang sức cổ từ thời nhà Nguyễn. Vì tình yêu đó, anh đã rời quê hương đến vùng đất cố đô để thỏa niềm đam mê của mình. Tốt nghiệp chuyên ngành xã hội học, từng có thời gian kinh doanh song song tìm hiểu nghiên cứu cổ phục triều Nguyễn từ năm 2013. Anh Trần Quang Minh Tân bắt đầu chuyển hướng sang lĩnh vực mô phỏng chế tác phụ kiện, phục sức đầu năm 2020. Lựa chọn Huế giống như là một cái nơi mà để mình sống hết mình với cái đam mê và một chút gì đó. Mình có một cái nhân duyên đối với đầu tiên là văn hóa và đến những cái giá trị văn hóa lịch sử của triều Nguyễn để lại. Và cuối cùng là một chút tình cảm với Huế. Phục sức là một phần không thể thiếu cho bộ trang phục thêm lộng lẫy.
Nó vừa giúp tôn vinh cổ phục Việt Nam, vừa làm cho người mặc toát ra đúng tinh thần trang phục đó muốn hướng đến. Tuy chỉ mới gắn bó với kinh thành Huế chưa đầy một năm, nhưng anh Tân đã có nhiều đóng góp và thành tựu lớn cho phong trào cổ phục của địa phương, người dân cố đô. Trong cái câu chuyện văn hóa thì nó sẽ là sự ảnh hưởng của nhiều thứ. Có thể là mình nói là đó là văn minh của những nước đồng văn, nó sẽ tương ứng với nhau. Nhưng ở đây thì mình thấy rằng là cái phục sức của cha ông mình trước đây đi kèm với lại phụ kiện nó rất là thực tế, rất là trang nhã. Và mình mong muốn là mình phổ biến và giúp các bạn có thể là mặc cái trang phục đúng hơn, phục sức đúng hơn. Hơn là mình đang quảng bá cho cái văn hóa truyền thống của mình và mình lại có một chút xíu hay mượn của cái văn hóa truyền thống ở nước khác. Khi mà mình làm một phục sức đó thì có thể là mình sẽ giúp cho cái phong trào cổ phục nó ngày càng phát triển hơn, nó mạnh hơn và nó lên một cái tầm mới hơn mà nó giữ. Những mặt hàng anh đang làm chủ yếu là trang sức như bông tai, các loại kim bài, kim khánh, thẻ bài, phụ kiện trên áo dài ngũ thân. Mỗi sản phẩm đều đòi hỏi sự công phu chính xác của người làm, từ công đoạn đối chiếu tài liệu, hiện vật cổ, cho đến nghiên cứu chất liệu mô phỏng, làm sao giống bản chính từ 80% và không đánh mất đi tính chất giá trị ban đầu của nó. Muốn có được nguyên bản, anh thường xuyên sưu tầm và đấu giá, tận tay cảm nhận đường nét và màu sắc của nó để công việc chế tác mô phỏng chuẩn xác hơn. Những chiếc kim bài, kim khánh thể hiện được sự quyền uy của người mặc. Đây là một dạng huy chương vào triều đại nhà Nguyễn, thường sử dụng để phân tước ban thưởng cho những người có công như các vị quan triều đình. Thì người xưa hay nói câu là muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng mà muốn đi xa thì đi với nhiều người. Cho nên thì trên cái con đường này mình đã vô cùng cô độc đi một mình, thì ít nhiều mình cũng vẫn muốn tìm thêm những cái người đồng hành. Những người có cùng đam mê thì họ sẽ ngồi lại được với nhau, cùng đam mê, cùng có một cái nhiệt huyết, thì nó sẽ có một cái nhân duyên để mà mọi người đến với nhau. Mình cũng muốn là một ngày nào đó thì những cái người trẻ muốn tìm hiểu trên con đường mà mô phỏng hay là trên con đường này thì sẽ chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Vì thật ra những cái này không có thầy cũng không có trò, vì tức là những kinh nghiệm này nó học tập từ những cái thất bại, những cái hư hỏng, cho nên mình rút được cái kinh nghiệm để mình làm tốt hơn. Và cũng mong muốn rằng là cùng nhau phát triển xa hơn, và nhất là ở tại kinh đô Huế này. Đây là một cái vùng đất mà cố đô xưa, một cái giá trị văn hóa lịch sử, và hay hơn nữa là những nhà lãnh đạo ở tại địa phương đang cố gắng phát triển Huế cho cái đề án trở thành kinh đô áo dài, là cái nôi của áo dài Việt Nam, thì sẽ cùng nhau phát triển để đưa cái đề án này lên những cái mức thành công và vươn xa hơn. Trong tương lai, anh Tân mong muốn mở showroom để nhân rộng ngành nghề này, kết hợp với nhiều tiền bối đam mê thời trang cổ triều Nguyễn để tiếp tục nghiên cứu, làm ra nhiều sản phẩm có giá trị thẩm mỹ cao để phục vụ trào lưu mê cổ phục của bạn trẻ Việt. Đúng là chỉ có đam mê như anh Tân thì mới có thể làm được, đúng không anh Công Thanh? Bởi vì công việc này thì quá tỉ mỉ, kỳ công, lại tốn nhiều thời gian. Đúng rồi đó, Minh Tuyết. Tiến sĩ Lê Thẩm Dương thì cũng đã từng nói như thế này. Đại ý là công việc sẽ chiếm phần lớn cuộc đời của mỗi con người, và cách duy nhất để thành công là phải làm bằng niềm đam mê, sự yêu thích. Đam mê là một thành tố cấu tạo nên thành công và là động lực để bạn không ngừng phát triển. Bằng niềm đam mê chế tác phục sức triều Nguyễn, anh Tân đã truyền cảm hứng để chúng ta hiểu hơn về văn hóa cung đình triều Nguyễn nói riêng và văn hóa dân tộc nói chung. Chúng ta sẽ còn gặp gỡ rất nhiều những nhân vật truyền cảm hứng trong Cà phê sáng. Còn bây giờ, thời lượng ngày hôm nay đã hết. Chúng ta cũng đã sẵn sàng cho một ngày mới thật tươi vui. Chúc quý vị một ngày đầu tuần ấm áp và bình yên. Xin kính chào và hẹn gặp lại.